Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay.com. Và trong video clip ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng nhau di chuyển đến bài học Review 1, Unit 1, 2 and 3. Và trong bài học này thì cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải những bài tập trong Lesson Language Page 36, sách giáo khoa tiếng Anh 6 chương trình mới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, Pronunciation, phát âm, Activity 1. Odd one out, which underlined part is pronounced differently in each line. Yêu cầu hoạt động 1 là các em hãy chọn từ phát âm khác với những từ còn lại. Phần gạch dưới nào được phát âm khác trong mỗi hàng? Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tiến hành làm bài tập. Chúng ta sẽ đến với number 1. Number 1, cô sẽ chọn đáp án là D. Các em có thể thấy A, B, C. Khi các em đọc thì âm S, phần gạch dưới nó sẽ được phát âm là âm Z. Và câu D, lips, nó sẽ được phát âm là âm S. Cho nên cô sẽ chọn đáp án là D. Tiếp theo, number 2, cô sẽ chọn đáp án là C. Bởi vì câu A, B và D nó sẽ được phát âm là âm O. Stone, telephone, bone. Nhưng câu D thì cô được phát âm là âm ơ. Mother. Number 3, cô sẽ chọn đáp án là C. Bởi vì phần gạch dưới ES của câu A, B và D, cô sẽ được phát âm là âm is. Câu C, cô sẽ được phát âm là âm z. Tables. Tiếp theo, number 4, cô sẽ chọn đáp án là A. Bởi vì phần gạch dưới là chữ S, thì của câu B, C và D, cô sẽ phát âm là âm z. Riêng câu A, cô sẽ được phát âm là âm s. No books. Number 5, cô sẽ chọn đáp án là B. Bởi vì number A, C và D, cô sẽ được phát âm là âm ơ. Brother, stomach, oven. Nhưng câu B, cô sẽ phát âm là âm O, nose. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến Activity 2. Write the names of school things and furniture in the house which begin with P and P. Yêu cầu của hoạt động số 2 là các em hãy viết tên của đồ vật ở trường và những đồ vật trong nhà bắt đầu bằng âm P hoặc P. Thì sau đây cô có một ví dụ. Âm đối với âm P thì chúng ta có từ book. Tiếp theo âm P thì chúng ta sẽ có từ pen. Thì cô sẽ lấy thêm một vài ví dụ cho các em. Ví dụ âm P thì cô sẽ có từ board hoặc từ bench. Board có nghĩa là cái bảng. Bench có nghĩa là cái ghế dài. Tiếp theo, cô có từ bowl là cái chén. Tiếp theo âm P, cô có từ pen. Tiếp theo cô sẽ có pencil hoặc pool là cái bể bơi. Hoặc từ pillow có nghĩa là cái gối. Hoặc cô có từ picture là bức tranh, vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là vocabulary, từ vựng. Activity 3, complete the words, là hãy hoàn thành các từ sau. Đầu tiên, number 1. Number 1, chúng ta sẽ có từ English. English. Là môn tiếng Anh. Tiếp theo, number 2, cô sẽ có từ homework, là bài tập về nhà. Và từ tiếp theo,
Number 3, cô sẽ có từ lunch là bữa ăn trưa. Và tiếp theo, number 4, cô sẽ có từ sports là thể thao. Tiếp theo, number 5, cô sẽ có từ badminton là môn cầu lông. Tiếp theo, number 6, cô sẽ có từ physics là môn vật lý. Và tiếp theo, number 7, cô sẽ có từ lesson là bài học. Tiếp theo, number 8, cô sẽ có từ judo, có nghĩa là môn judo. Now write the words in the correct group. Nội dung của phần này là bây giờ các em hãy viết những từ trên theo cái nhóm đúng. Thì đầu tiên cô có nhóm từ play thì sẽ là play sports là chơi thể thao, hoặc là play badminton là chơi cầu lông. Do thì cô sẽ có do homework là làm bài tập về nhà, hoặc do judo là tập judo. Tiếp theo, have, cô sẽ có have lunch hoặc là have lesson, có bữa trưa hoặc là có một bài học. Và tiếp theo, study. Study thì cô sẽ có từ study English hoặc là study physics. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến activity 4. Do the crossword puzzle. Yêu cầu của hoạt động số 4 là các em hãy giải câu đố chữ ngang và dọc. Across có nghĩa là ngang. Thì sau đây cô sẽ có một bảng. Đây là bảng chúng ta sẽ cùng làm bài tập. Và phía trên là những câu đố. Number 1. This is a large cupboard for hanging your clothes. Đây là một cái tủ lớn để treo quần áo. Thì chúng ta sẽ có từ wardrobe là cái tủ quần áo. Number 1 cô sẽ điền là wardrobe. Tiếp theo, number 3, people sit, talk and relax in this room. Là mọi người sẽ ngồi nói chuyện và giải trí trong cái phòng căn phòng này. Thì cô có từ đó là living room là phòng khách. Number 3 cô sẽ điền từ living room. Tiếp theo, number 5, this is a set of rooms usually on one floor of a building. Đây là một nhóm các phòng và thường nằm trên một tầng của một tòa nhà. Thì nó có nghĩa là căn hộ. Căn hộ thì chúng ta sẽ có từ apartment. Và tiếp theo, number 6.
This is a large picture that she put on a wall. Đây là một bức tranh lớn được đặt ở trên tường, thì chúng ta có từ đó là poster, những cái tấm áp phích. Và như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành xong hàng ngang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với hàng dọc là down. Number 2, people eat in this room. Là mọi người sẽ ăn trong phòng này, thì chúng ta có từ dining room là phòng ăn. Dining room. Và tiếp theo, number 4, this is space inside the front door of a building. Đây là một cái không gian bên trong cửa lớn của một tòa nhà, thì chúng ta có từ hall, có nghĩa là hội trường hoặc phòng lớn. Và đó là toàn bộ nội dung của hoạt động thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến activity 5. Choose the correct words. Yêu cầu của hoạt động số 5 là các em hãy chọn từ đúng trong các câu sau. Number 1. Huệ is a quiet, talkative student. She doesn't say much in class. Huệ là một học sinh yên tĩnh hay là nói nhiều. Cô ấy thì không có nói nhiều trong lớp học. Thì với cái dẫn chứng của câu thứ hai, đó là cô ấy thì không nói nhiều trong lớp học, thì cô sẽ chọn đáp án ở đây là quiet. Huệ là một học sinh trầm tính, cô ấy không bao giờ nói chuyện trong lớp học. Tiếp theo, number 2, Trang is a shy, confident girl. She doesn't talk much when she meets new friends. Trang là một học sinh hay xấu hổ hay là một cô gái tự tin. Cô ấy thì không có nói nhiều khi mà cô ấy gặp những người bạn mới. Dựa vào câu thứ hai, cô ấy thì không nói nhiều khi cô ấy gặp bạn mới, thì nên cô sẽ chọn đáp án ở đây là shy. Trang là một cô gái hay ngại ngùng. Cô ấy không nói nhiều khi gặp bạn mới. Tiếp theo, number 3. My friends always do their homework. They are lazy, hardworking. Bạn của tôi thì luôn luôn làm bài tập của họ, cho nên họ sẽ là một người rất chăm chỉ. Cô sẽ chọn đáp án là hardworking, là chăm chỉ. Tiếp theo, number 4. My mother never gets angry with us. She is patient, boring. Mẹ của tôi thì không bao giờ giận với chúng tôi, bà ấy thì luôn kiên nhẫn. Cô sẽ chọn từ patient, kiên nhẫn. Tiếp theo, number 5. My younger brother is very kind, sporty. He can play football, badminton and volleyball very well. Em trai của tôi thì rất là tốt bụng hay là ham thích thể thao. Anh ấy có thể chơi đá banh, cầu lông và bóng chuyền rất là giỏi. Thì dựa vào dẫn chứng trong câu thứ hai là anh ấy có thể chơi đá banh, bóng chuyền, cầu lông và bóng chuyền rất là giỏi, cho nên cô sẽ chọn đáp án là sporty. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phần tiếp theo, đó là grammar, activity 6. Complete the sentences with the present simple or the present continuous form of the verb in the brackets. Yêu cầu hoạt động số 6 là các em hãy hoàn thành các câu với thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại tiếp diễn của những động từ trong ngoặc. Number 1. We can't go out now. Bây giờ thì chúng tôi không thể ra ngoài bởi vì trời đang mưa. Thì trong câu này chúng ta sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn, vì chúng ta thấy có từ now, bây giờ. Cho nên câu số 1 cô sẽ chia là is raining. Tiếp theo, number 2. What time you have breakfast every day? Mỗi ngày thì bạn ăn sáng lúc mấy giờ? Đây là một câu hỏi về chỉ cái sự, một thói quen hàng ngày, cho nên cô sẽ chia thì hiện tại đơn. Task 6. Number 1.
is running. Number two, cô sẽ chia thì hiện tại đơn, cho nên câu này cô sẽ chia là what time do you have breakfast? Cô sẽ đưa you ra phía sau của trợ từ do. Mỗi ngày thì bạn ăn sáng lúc mấy giờ? Tiếp theo, number 3. I not go out this afternoon. I do my homework. Tôi thì sẽ không đi ra ngoài vào trưa nay. Tôi sẽ làm bài tập về nhà. Thì trong câu này cô sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả một hành động trong tương lai. Cho nên number 3 cô sẽ chia là I am not going out. Và câu số 2 cô sẽ chia là I am doing. Tiếp theo, number 4. My dog likes my bed very much. He sleeps on it now. Trong câu số 4 thì câu đầu tiên cô sẽ chia thì hiện tại đơn. Và câu thứ 2, vì cô có từ now diễn tả một hành động đang nói bây giờ, cho nên cô sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Nên câu số 4 cô sẽ chia là my dog likes. Vì my dog là số ít cho nên động từ cô sẽ thêm s. Tiếp theo, câu số 2, his là chủ ngữ số ít nên cô sẽ chia động từ to be là is và thêm in là sleeping. Con chó của tôi thì rất thích cái giường của tôi và bây giờ thì nó đang nằm ngủ ở trên đó. Tiếp theo, number 5, be a lamp, a computer and some books on my desk. Trong câu này thì cô sẽ chia thì hiện tại đơn vì nó đang diễn tả một hành động. Nên câu này cô sẽ chia động từ to be của cô là is. Number 5 is có một cái cây đèn, một cái máy vi tính và một quyển sách ở trên bàn của tôi. Và đó là toàn bộ nội dung hoạt động thứ 5. Bây giờ chúng ta sẽ ghi. Và đó là toàn bộ nội dung của hoạt động thứ 6. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến activity 7. Nick is describing his mother. Complete the description with the correct form of the verb be or have. Sometimes you need the negative form. Yêu cầu hoạt động số 7 là Nick thì đang miêu tả mẹ của anh ấy. Hãy hoàn thành cái bài miêu tả với hình thức của động từ be hoặc have. Và thỉnh thoảng thì các em cũng sẽ cần dùng hình thức phủ định. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành làm bài tập. Đầu tiên, my mother's 45 years old. Trong câu này thì cô sẽ chia động từ to be là is. Mẹ của tôi thì 45 tuổi. She chubby because she likes playing sports. Chúng ta có thể thấy là bởi vì cô ấy thì không thích thể thao. Cô ấy thì chubby bởi vì cô ấy không thích thể thao. Thì câu này cô sẽ chia hình thức phủ định, có nghĩa là cô ấy thì không có mũm mĩm bởi vì mẹ thích chơi thể thao. Cô sẽ chia là isn't. She sẽ đi với động từ to be là is và phủ định sẽ là isn't. Tiếp theo, she black hair. Her hair blonde.
Các em có thể thấy trong câu này thì câu số 3 cô sẽ chia câu phủ định, có nghĩa là cô ấy thì không có cái mái tóc đen mà tóc của cô ấy là màu vàng. Cho nên câu số 3 cô sẽ chia phủ định. She doesn't have. Cô ấy thì không có mái tóc đen, tóc của cô ấy màu vàng hoe. Câu số 4 cô sẽ chia là is. Tiếp theo, she blue eyes, a straight nose and full lips. Cô ấy thì có cái mắt màu xanh, cái mũi thẳng và môi đầy đặn. Cho nên câu số 5 cô sẽ chia là has. Vì chủ ngữ của cô là she nên sẽ đi với has. Cô ấy có mái tóc, có mắt đen, mũi thẳng và môi đầy đặn. Tiếp theo, her fingers slim. Những cái ngón tay của cô ấy thì ốm. Vì chủ ngữ của cô là her fingers, những ngón tay là số nhiều, nên cô sẽ chia ở đây là have. Are. Những ngón tay của cô ấy thì ốm. My mother kind. Mẹ của tôi thì rất là tốt bụng, nên cô sẽ chia ở đây là động từ to be. My mother là số ít nên cô sẽ chia to be là is. She likes helping other people. Cô ấy thích giúp đỡ những người khác. She also funny because she usually makes us laugh. I love her very much. Cô ấy thì cũng rất là hài hước bởi vì cô ấy luôn làm cho chúng tôi cười và tôi yêu của mẹ tôi rất nhiều. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. Cho nên câu số 8 cô sẽ chia là she is. Cô ấy thì cũng hài hước. Và đó là toàn bộ nội dung hoạt động thứ 7. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến activity 8. Read the sentences and throw the furniture in the right place. Hãy đọc những cái câu sau và vẽ những cái đồ nội thất vào cái vị trí đúng của nó. Thì sau đây cô và các em sẽ cùng nhau đọc những câu này và các em sẽ cùng tìm hiểu và vẽ vào những cái vị trí thích hợp. Đầu tiên, number 1. There is a sofa in front of the window. Là có một cái ghế sofa ở phía trước cái cửa sổ. Thì các em sẽ vẽ một chiếc ghế sofa ở phía trước cái cửa sổ. Tiếp theo, number 2. There is a lamp next to the sofa. Là có một cái đèn ở kế bên cái ghế sofa. Tiếp theo, number 3, a table is in front of the sofa. Một cái bàn thì ở phía trước của cái ghế sofa. Tiếp theo, number 4, there is a vase of flowers on the table. Là có một cái bình hoa ở trên bàn. Tiếp theo, number 5, there are two pictures on the wall. Có hai cái bức tranh ở trên tường. Và number 6, a clock is between the pictures. Một cái đồng hồ thì ở giữa hai cái bức tranh. Thì với nội dung mà cô vừa giải thích thì các em hãy cùng vẽ vào bức tranh. Và bây giờ thì cô sẽ di chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là Everyday English. Tiếng Anh mỗi ngày. Number the lines of the dialogue in the correct order. Hãy đánh số các hàng của bài hội thoại theo đúng thứ tự. Khi đầu tiên, sau đây cô có tám câu thì chúng ta sẽ cùng tiến hành làm bài. Đầu tiên thì cô sẽ xác định câu đầu tiên. Câu đầu tiên cô sẽ chọn đó là Can I speak to Anne, please? Tôi có thể nói chuyện với Anne được không? Và number 2, cô sẽ chọn là Speaking is that me? Anne đang nói chuyện đây, me phải không? Và number 3, thì cô sẽ chọn đáp án là Yes, Anne, are you free this Sunday evening? Đúng vậy, mình là me đây, Anne vào ngày thứ bảy.
Và câu số 3 cô sẽ chọn đáp án là Yes, Anne, are you free this Sunday evening? Đúng vậy. Anne, vào tối chủ nhật thì bạn có rảnh hay không? Thì cô sẽ chọn đáp án tiếp theo đó là Yes, I am. Có, mình rảnh. Và tiếp theo, cô sẽ chọn đáp án số 5 sẽ là Would you like to go to my birthday party with me? Bạn có muốn đi đến cái bữa tiệc sinh nhật của Mai với mình không? Thì cô sẽ chọn đáp án tiếp theo đó là Yes, I'd love to. Có chứ. Và Anne sẽ phản hồi lại rằng That sounds great. I will meet you outside your house at 7 p.m. Tuyệt, mình sẽ gặp bạn bên ngoài nhà lúc 7 giờ tối. Và cuối cùng, number 8, cô sẽ chọn đáp án là All right, see you then. Được thôi, gặp lại cậu sau nhé. Và đó là toàn bộ nội dung của bài hội thoại và cô cũng đã sắp xếp xong. Thì như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành xong 9 bài tập trong lesson Language Page 36, phần Review 1, Unit 1, 2, 3, sách giáo khoa tiếng Anh 6 chương trình mới. Thì để có thể biết rõ và hiểu hơn những bài tập và những bài học khác thì các em có thể truy cập vào trang web lời dạy2.com để có thể biết thêm nhiều thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video clip tiếp theo và chúc các em sẽ có một tuần học tập thật tốt.